Hội thứ 39 Thành Kinh Châu Công tử ba lần cầu kế Đồi bắt vọng Quân sư bắt đầu dụng binh Nhắc lại Tôn quyền đốc thúc quân tướng công phá hạ khẩu Hoàng tổ bị tan binh thiệt tướng Liệu thế không giữ nổi Bèn bỏ thành gian hạ Toàn trốn chạy về phía Kinh Châu Nhưng Cam Ninh đã đoán chắc Tổ sẽ chạy như thế Nên phục binh chờ sẵn ngoài cửa đông Quả nhiên hoàng tổ dẫn mấy chục quân kỵ binh từ trong cửa chạy vụt ra chạy được một đoạn thì tiếng hò reo nổi lên vang dậy cam ninh sấn ra đón đường tổ ngồi trên ngựa bảo ninh trước đây ta chưa từng khinh đãi ngươi sau nay nợ bức bách nhau ninh mắng nhiếc hồi trước ta ở giang hạ lập biết bao chiến công mà mày vẫn xử bạc coi khinh ta là tên giặc cướp xong giờ thì còn kể lễ nổi gì hoàng tổ biết năn nỉ cũng không xong, bèn quất ngựa bỏ chạy. Cam Ninh rẽ quân sĩ ra, chạy xong lên trước, đuổi riết kỳ cùng. Đang đuổi chợt nghe phía sau tiếng reo hò nổi lên, một tướng kéo mấy chục quân kỵ cũng đuổi tới, thì ra là trình phổ. nên sợ phổ tranh mất công mình, vội vàng rút tên bắn theo hoàng tổ một phát. Tổ trúng tên ngã lăn xuống ngựa, Ninh chạy tới cắt lấy thủ cấp, quay ngựa cùng trình phổ hợp binh làm một, kéo về ra mắt tôn quyền dân đầu hoàng tổ lên, quyền sai bỏ vào hòm gỗ để đem về Giang Đông bày trước bàn thờ tế cha, rồi trọng thưởng ba quân. Thăng Cam Ninh làm đô úy, hợp các tướng bàn tính có ý muốn chi binh để lại giữ thành Giang Hạ. Trường Chiêu can rằng, một cái thành trơ trọi này không thể giữ nổi, chi bằng hãy về Giang Đông nghỉ quân, lưu biểu nghe ta đánh phá hoàng tổ, ác sang đánh báo thù. Ta lấy quân thông thả, đánh quân mệt mỏi, ắt phải thắng. Biểu thua rồi, ta thừa kế đánh quân tràn sang có thể chiếm được kinh tương. Quyền nghe lời, bèn bỏ thành Giang Hạ, rút hết quân về Giang Đông. Bây giờ Tô Phi bị bắt giam trong xe tù, ngầm nhờ người đi báo Cam Ninh để cầu cứu. Ninh được tin, nói ngay, chẳng cần Tô Phi phải dặn ta cũng phải lo, đâu dám quên ân nhân. Đại quân về đến Ngô Hội, quyền sai đem Tô Phi ra chém đầu để bày cùng đầu hoàng tổ tế cha, Cam Ninh vào ra mắt quyền, rạp đầu khóc lại kêu rằng Trước đây, nếu tôi không được Tô Phi che chở ắt đã nát thịt tan xương, nay đâu còn được vân lệnh dưới cờ tướng quân nữa. Nay, tội Tô Phi đáng chết, nhưng nghĩ đến ân tình ngày trước, tôi xin nạp lại hết quan tước để chuộc tội cho Phi. Quyền nói, Phi đã làm ơn cho Khanh, ta đã cũng vì Khanh mà tha cho y, nhưng sợ y bỏ trốn thì sao? Ninh nói, Phi đã khỏi chết, ác đội ân chúa công bằng trời biển, há còn dám trốn, nếu phi trốn đi tôi xin dân đầu tôi đền tội dưới thềm. Quyền bèn tha tội cho Tô Phi, chỉ sai đem đầu hoàng tổ ra bày trước bàn thờ mà tế. Tế xong, bày yến tiệc đại hội các quan văn võ mừng công. Đang khi chúa tôi ăn uống vui vẻ, bỗng thấy một người ngồi bên hàng võ tướng khóc rống lên, rồi đứng dậy, tú kiếm lâm lâm sấn tới chém cam ninh. Ninh vội vàng lấy chiếc ghế đang ngồi dơ lên đón đỡ, Quyền kinh ngạc nhìn ra mới biết người chém Cam Ninh là Lăng Thống, vì trước đây Ninh ở Giang Hạ giúp Hoàng Tổ đã bắn chết Cha Thống là Lăng Tháo trong trận Hà Khẩu. Nay gặp nhau đây, Thống muốn báo thù. Quyền lập tức ngăn lại, khuyên giải luôn miệng rồi bảo Thống rằng: Ngày trước khương bá bắn thân phụ khanh là bởi lẽ ai vì chủ nấy không thể không hết sức. Nay đã thành người một nhà rồi, còn giữ mối thù cũ làm gì? Thôi trong sự hay nể mặt ta. Lăng thống rạp đầu xuống mà khóc lớn. Mối thù không đợi trời chung thế này lẽ nào không báo cho được. Quyền cùng các quan khuyên giải hai ba lần nữa, Lăng thống vẫn trừng trừng con mắt nhìn cam ninh. Ngày hôm ấy, quyền sai ninh lĩnh 5.000 quân với 100 chiếc thuyền ra trấn thủ hà khẩu để tránh sự đụng chạm với thống. Ninh bái tạ, lĩnh binh kéo đi. Quyền lại gia phong Lăng thống làm thừa liệt đô úy, thống đành nuốt hận tạ ơn từ đó đông ngô đóng thêm nhiều chiến thuyền chi binh giữ các nơi bờ sông quyền sai tôn tỉnh dẫn một đạo binh giữ ngô hội rồi tự đem đại quân về đóng sài Tan chu du thì ngày ngày thao luyện thủy binh ở hồ bá dương phòng khi chinh chiến hãy tạm gác chuyện đông ngô nói về lưu huyền đức sau khi sai người qua dò thám tin tức giang đông thì được báo tin về rằng Đông Ngô đã đánh giết Hoàng Tổ, hiện đại quân đang đóng xài tang Huyền Đức mời Khổng Minh vào thư nghị, đang bàn bạc thì Lưu Biểu sai người đến mời Huyền Đức tới Kinh Châu nghị sự. Khổng Minh nói ngay, chắc vì Giang Đông đánh phá Hoàng Tổ nên Kinh Châu mời Chúa Công tới bàn kế sách báo thù đây. Để tôi cùng đi với Chúa Công tùy cơ ứng đối, tôi đã có kế rồi. Huyền Đức nghe lời, để Vân Trường giữ tân giả, sai Trương Phi đem 500 quân mã cùng tới Kinh Châu, Dọc đường Huyền Đức ngồi trên ngựa hỏi Khổng Minh Này sang ý kiến cảnh thăng Nên đối đáp ra sao Trước hết Nên trần tạ việc phó hội Tương Dương Và xin nhớ kỹ Nếu cảnh thăng sai chúa công Sang đánh Giang Đông Thì chớ có nhận lời Chỉ nói rằng hãy khoan thai Để còn về tân giả chỉnh đốn binh mã Huyền Đức y lời Tới Kinh Châu vào nhà quán dịch Huyền Đức để Trương Phi đóng quân ngoài thành Rồi cùng Khổng Minh vào ra mắt lưu biểu thì lại xong huyền đức tạ tội dưới thềm biểu mời lên ngồi rồi nói ta đã rõ hết việc hiền đệ bị mưu hại ngay lúc ấy đã truyền chém đầu thái mạo để hiến tạ hiền đệ nhưng vì nhiều người kêu xin ta mới tạm tha cho mong hiền đệ đừng buồn trách ta nhé huyền đức nói việc ấy không can gì đến thái tướng quân có lẽ do những kẻ dưới làm ra như vậy biểu nói nay gian hạ thất thủ hoàng tổ bị hại nên ta mời hiền đệ tới cùng bàn kế báo thù. Huyền Đức nói, chỉ vì hoàng tổ tính nóng dữ, không biết dùng người nên gây tai vào này. Nay ta hưng binh Nam Chinh, ngộ Tào Tháo kéo xuống đánh thì làm thế nào? Biểu suy nghĩ phân vân, rồi nói, ta nay tuổi già đau yếu luôn, nhưng coi được công việc, hiền đệ hãy tới đây giúp đỡ, sau khi ta chết thì thay ta mà làm chủ Kinh Châu. Huyền Đức hỏi, sao anh lại nói như thế? Em đâu dám đảm đương việc lớn này. Bây giờ Khổng Minh ngồi gần đó, vội đảo mắt ra hiệu, suối nhận lấy. Huyền Đức mới nói chữa lại rằng, xin anh hãy khoan tâm để em nghĩ một kế cho vẹn toàn. Nói rồi từ biệt bước ra, về tới quán dịch, Khổng Minh hỏi Huyền Đức, vừa rồi Cảnh Thăng muốn đem Kinh Châu giao phó cho Chúa Công, sao Chúa Công từ chối? Cảnh Thăng hậu đãi ta từ ân đến lễ, nỡ nào nhân lúc cảnh thang suy yếu ta cướp đất cho đành. Khổng Minh than rằng, chúa công thật là một vị chúa nhân từ. Đang trò chuyện, thì có tin báo công tử Lưu Kỳ tới thăm, huyền đức đón vào, kỳ khóc lại kể lễ. Ngày nay cái mẫu quyết không dung, tính mạng cháu chỉ treo trong sớm tối, xin thúc phụ thương tình cứu cho. Huyền Đức thở dài, đó là việc riêng của nhà cháu, cháu hỏi thế thì ta còn biết nói sao. Thấy Khổng Minh ngồi bên cạnh chỉ mỉm cười, Huyền Đức bèn hỏi kế, nhưng Khổng Minh vội chối. Đó là việc riêng của nhà công tử, Lượng đâu dám dự vào. Lát sau, tiễn Lưu Kỳ ra cửa, Huyền Đức ghé tai dặn nhỏ. Ngày mai, chú bảo Khổng Minh tới đáp lễ hiền điệt, cứ làm như thế, cứ thế, ác ông ấy sẽ có mẹo hay giúp cháu. Kỳ vui mừng bái tạ ra về. Hôm sau, Huyền Đức giả đau bụng, bảo Khổng Minh thay mình đi đáp lễ Lưu Kỳ, khổng minh tìm đến trước nhà riêng xuống ngựa vào ra mắt công tử lưu kỳ mời vào hậu đường trà nước xong kỳ ngỏ lời kỳ này bị kế mẫu không dung xin tiên sinh dạy cho một lời cứu mạng khổng minh lắc đầu nghiêm trang nói lượng là người khách tạm trú ở đây đâu dám can dự vào cái việc cốt nhục nhà người nếu tiết lậu tai vạ rất lớn nói xong đứng dậy xin cáo từ kỳ vội nói ấy Hãy hân hạnh được gót ngọc quan cố kỳ đâu dám thờ ơ để tiên sinh về ngay. Rồi cố cầm lại, mời vào nhà kính uống rượu, uống được vài chén, kỳ lại khẩn khoản năn nỉ. Kỳ quả bị kế mẫu đem lòng mưu hại, mong tiên sinh dạy cho một lời để cứu lấy vãng sinh, ơn ừ đức ấy xin trọn đời ghi dạ. Khổng Minh vẫn lắc đầu. Việc ấy tôi quyết không dám bàn. Dứt lời, lại toan đứng dậy từ biệt, kỳ vội níu lại, thôi tiên sinh đã không dạy bảo kỳ chẳng dám nài nhưng can gì thì phải vội vã như thế khổng minh mới ngồi nán lại chút nữa bỗng kỳ nói vãn sinh may mắn được một bộ sách cổ hay lắm mời tiên sinh thử xem qua một chút nói rồi mời khổng minh lên một cái lầu nhỏ trèo đến nơi khổng minh hỏi bộ sách ấy đâu thưa công tử nhưng kỳ lại lại xuống khóc nức nở kế mẫu tôi sắp ra tay mạng này chỉ treo trong sớm tối Tiên sinh nỡ nào không dạy cho một lời cứu nguy. Khổng minh sao sầm nét mặt, đứng phát dậy bước ra, toàn xuống khỏi lầu. Nhưng thang gác đã bị ai lấy đi rồi, kỳ lại vang lên. Vãng sinh cầu sinh lương kế, tiên sinh sợ tiết lộ không chịu nói ra. Nhưng hiện giờ nơi gác vắng đây chỉ có tiên sinh với kỳ này mà thôi. Trên không đến trời, dưới không đến đất. Miệng tiên sinh nói ra, tai kỳ nghe riêng lấy. Còn ai biết nữa, xin dạy bảo cho. Khổng Minh vẫn vùng vằng không chịu. Công tử hẳn nhớ câu, người dưng không chia rẽ tình thân, tôi bày mua cho công tử sao được. Thấy van Lơn cầu khẩn mãi không được, kỳ bèn cương quyết nói, tiên sinh quyết chẳng dạy bảo ác mạng này không giữ được, thôi thì kỳ sinh chết trước mặt tiên sinh cho xong. Dứt lời rút kiếm tự tử, Khổng Minh vội dằn lấy, khẽ kêu, tôi có kế đây, công tử đừng nóng nảy, kế gì xin dạy bảo ngay cho, bây giờ khổng minh mới nói công tử há không nhớ chuyện thân sinh trùng nhĩ xưa thân sinh ở bên trong thì chết trung nhĩ ở bên ngoài thì được an toàn nay hoàng tổ vừa bị phá gian hạ thiếu người trấn giữ sao công tử không xin lĩnh binh ra đóng gian hạ ra đấy ắt tránh được tai vạ kỳ vui mừng lạy hai lạy tạ ơn rồi gọi người nhà đem cái thang bắt vào tiễn khổng minh xuống lầu khổng minh từ biệt về gặp huyền đức kể lại việc ấy Huyền Đức rất mừng hôm sau Lưu Kỳ vào xin cha cho ra trấn đóng giang hạ. Lưu biểu do dự chưa quyết bèn mời Huyền Đức vào hỏi ý xem sao. Huyền Đức nói, giang hạ là nơi trọng địa không thể giao cho người ngoài được nên để công tử thân ra trấn đóng thôi thì các mặt đông nam cha con anh cán đáng lấy còn mặt tây mặt bắc đã có em đây. Biểu nghe lời bèn nói thêm, gần đây nghe Tào Tháo đào ao huyền vũ ở nghiệp quận luyện thủy binh ác ánh phương Nam phải đề phòng mới được. Huyện Đức nói, em đã biết rõ, anh đừng lo nhiều. Rồi bái từ trở về Tân Giả, Lưu Biểu sai Lưu Kỳ lĩnh 3.000 quân kéo đi trấn đóng Giang Hạ. Nói về Tào Tháo ở Hứa Đô, sau khi dẹp yên phương Bắc, liền bãi bỏ chức tam công, lấy chức thừa tướng của mình, kiêm luôn cả việc ba tòa ấy. Phong Mao Giới làm Đông Tàu Duyện, cho Thôi Diệm làm Tây Tàu Duyện, Tư Mã Ý làm Văn Học Duyện, Nguyên Tư Mã Ý tự là Trọng Đạt, người đất ôn thuộc quận Hà Nội, là cháu nội quan thái thú Dĩnh Châu Tư Mã Tuấn, là con quan kinh triệu doãn Tư Mã Phong và là em chủ bạ Tư Mã Lăng. Từ đó các quan đông đủ tháo bàn hợp các võ tướng bàn Việt Nam Chinh, Hà Hầu Đôn làm đô đốc, Vu Cấm, Lý Điển, Hạ Hầu Lan, Hàng Hạo làm phó tướng, tất cả lĩnh 10 vạn binh kéo thẳng tới thành Bắc Vọng để đánh Tân Giả tuần hút càng rằng lưu bị là tay anh hùng nay lại mới được gia cát lượng làm quân sư không thể khinh địch hào đôn hăng hái nói lưu bị chỉ là đồ chuột nhắc tôi nhất định bắt sống từ thứ bảo rằng tướng quân chớ coi khinh lưu bị nay bị được gia cát lượng giúp thật như hổ mọc thêm cánh vậy Thảo hỏi gia cát lượng là người thế nào thứ nói lượng tên chữ là khổng minh đạo hiệu ngọa long tiên sinh có tài ngang trời dọc đất có mưu xuất quỷ nhập thần chính là kỳ sĩ đời nay không thể coi thường được thảo hỏi lượng so với tài ông thì thế nào tôi đâu dám ví với lượng tôi chỉ như con đom đóm lập lòe mà lượng thì như ánh trăng sáng đêm rằm vậy hạ hậu đôn bực mình nói sao nguyên trực quá nhúng mình mà lại đề cao người như vậy và các lượng như đồ cỏ rác có gì đáng sợ, tôi chỉ đánh một trận là bắt sống lưu bị, trói tay ra các lượng. Nếu không được thế, xin nộp thủ cấp này tạ tội với thừa tướng. Tháo bảo đôn. Được rồi, người hãy mau mau báo tin thắng trận về, cho ta yên lòng. Thế là đôn từ biệt tháo hâm hở kéo quân lên đường. Nhắc lại, huyền Đức từ ngày được khổng minh thì kính trọng lắm, lấy lễ sư phó mà đối đãi hai ông quan trương thấy thế không bằng lòng thường hỏi Khổng Minh tuổi trẻ tài học được bao nhiêu mà huynh trưởng quá trọng vọng như thế. vả từ ngày về đây, y đã thi thố được việc gì hiệu nghiệm đâu. Huyền Đức nói, anh được Khổng Minh cũng như cá gặp nước vậy, hai em đừng nói nhiều. Hoàng trường nghe nói lẳng lặng lùi ra. Một hôm có người đem biếu cái đuôi con tê ngưu Huyền Đức đem ra, tự tay ngồi đan cái mũ. Khổng Minh bước vào thay thế, nghiêm mặt hỏi, Minh Công không phải nghĩ xa xôi nữa, chỉ chú trọng đến vật quý thôi ư. Huyền Đức vội vứt cái mũ đi, rồi tạ rằng, ta tạm lấy việc đang mũ để bớt lo lắng trong lòng đây thôi. Khổng Minh hỏi, Minh Công tự lượng mình với Tháo thế nào? Ta tự biết còn kém Tháo. Số quân của chú Công bất quá chỉ được vài ngàn ngộ Tào Tháo tới đánh, thì lấy gì mà nghênh địch? Chính ta đang lo lắng về việc ấy mà chưa nghĩ được kế gì thế thì hãy mộ dân binh ngay đi lượng sinh ra sức luyện tập có thể đem chống giặc được huyền đức bèn chiêu mộ dân tân giả được ba ngàn người khổng minh sớm tối hết sức lo rèn luyện dạy bảo các trận pháp rồi hôm ấy có tin báo tào tháo sai hà hậu đôn kéo mười vạn quân tới đánh đang thẳng tiến về tân giả Trường phi nghe tin bảo vân trường chuyến này cứ để gia các lượng đi trước coi hắn nghênh địch ra sao đang trò chuyện thì huyền đức sai người ra gọi hai ông vào huyền đức hỏi Hạ Hậu Đôn kéo 10 vạn quân tới đánh, nên ngân địch cách nào? Trương Phi hỏi lại, sao ca ca không sai nước ra đón đánh? Huyền Đức nói, trí lược nhờ khổng minh, dũng lược cậy hai chú, đừng suy bị như thế. Quan Trương lui ra, Huyền Đức mời khổng minh vào thương nghị. Khổng minh nói, chỉ sợ hai tướng quan trương không chịu nghe hiệu lệnh của tôi thôi. Nếu chúa công muốn để tôi hành binh, thì xin ban cho kiếm ấn mới được. Huyền Đức lấy kiếm ấn giao khổng minh, Khổng Minh bèn tụ tập các tướng lại nghe lệnh, Trương Phi bảo quan công, hãy cứ đến nghe lệnh coi hắn điều động ra sau. Các tướng đến đông đủ, Khổng Minh bèn hạ lệnh. Bên trái đồi Bắc Phọng có trái núi Dự Sơn, bên phải có khu rừng An Lâm. Hai nơi ấy đều có thể mai phục quân mã. Vậy, Vân Trường hãy dẫn một ngàn quân đến phục trong núi Dự Sơn. Khi quân địch tới, cứ im lặng cho chúng đi qua, nhưng xe nặng chở quân nhu lương thảo ắt phải đi phía sau, hệ thấy mặt nam có lửa cháy thì thả binh ra đánh mà đốt lương thảo ấy. Dược đất thì dẫn một ngàn binh đến phía sau rừng An Lâm, may phục trong hẻm núi, hệ thấy phía nam có ánh lửa bốc lên thì lập tức kéo tới thành Bắc Vọng, phóng hỏa đốt lương thảo quân tàu. Quan Bình Lưu Phong hãy dẫn 500 người dự bị những đồ dẫn hỏa ra phía sau đồi Bắc Vọng, chi ẩn hai bên đợi đến canh một giặc kéo tới thì nổi lửa đốt rừng lau, lại phải cho người tới phàn thành gọi Triệu Vân về, cho đi tiên phong, không cần đánh lấy được, chỉ cần đánh lấy thua. Đã có chú công thân dẫn một cánh quân đi hậu viện, các tướng ai nấy đều phải y kế mà làm, chớ để sơ sót. Nghe lệnh xong, Vân Trường hỏi, chúng tôi đều phải đi ngân địch, vậy chẳng hay quân sư làm việc gì? Khổng Minh thẳng nhiên nói, ta chỉ ngồi giữ huyện thành này. Trương Phi cười rộ lên, ôi chao, Chúng tôi đều phải lăn lưng ra chỗ chém giết chỉ riêng ông được ngồi mát ở nhà. Thú lắm nhỉ? Khổng Minh dơ gươm lên, lớn tiếng nói. Ta có kiếm ở đây, ai trái lệnh, ta chém đầu. Huyền Đức phải nói thêm vào. Há không hiểu rằng, người ngồi bày mui trong mạng trứ mà quyết thắng ở ngoài ngàn dặm ư, Hai em không được trái lệnh. Trương Phi cười nhạt rồi đi. Quan công bảo Phi, chúng ta hãy cứ xem cái kế của y có ứng nghiệm hay không, rồi sẽ trở về chất vấn cũng chưa muộn. Hai ông kéo đi, các tướng đều chưa ai hiểu thao lược của khổng minh ra sao nên tuy vân lệnh mà ai nấy đều vẫn nghi hoặc chưa yên khổng minh bảo huyền đức hôm nay chúa công nên dẫn binh đến chân đồi bắc vọng mà đóng sẩm tối ngày mai ác quân địch đến nơi chúa công hãy bỏ trại mà chạy hãy thấy lửa bốc cháy thì quay binh lại mà đánh tôi cùng với mi trúc mi phương lĩnh 500 quân giữ huyện tôn càng giảng ung thì lo chuẩn bị tiệc mừng công và sắp sẵn sổ sách ghi công lao tướng sĩ. Khổng Minh đều bắt xong, huyền Đức cũng còn ấy nấy trong lòng. Nói về Hạ Hậu Đôn cùng bọn vô cấm Lý Điển kéo quân đến Bắc Vọng chi một nửa tinh binh làm tiền đội còn bao nhiêu hộ vệ các xe lương cỏ mà đi. Bây giờ là tiết thu, gió heo may nhẹ nhẹ thổi lên, người ngựa đang kéo đi vùn vụt bỗng thấy phía trước các bụi tung lên. Đôn dàn quân sĩ ra sẵn sàng, rồi hỏi quan hướng đạo, đây là nơi nào? Quan hướng đạo thưa, mặt kia là đồi bắc vọng mặt sau lưng là cửa sông la xuyên đôn ra định cho vu cấm lý điển giữ phía sau trận rồi thân dục ngựa lên phía trước chờ địch tức thì trong đám bụi mù một toán quân mã kéo tới đôn nhìn qua bất giác cười rộ lên các tướng hỏi vì sao mà cười đồn nói ta cười là cười từ nguyên trực đấy trước mặt thừa tướng ông ta cứ nói như gia cát lượng là người nhà trời ấy nay xem hắn dụng binh đem cái đồ quân mã thế kia mà làm tiền bộ để đối địch với ta có khác gì xu bày dê chó ra chọi với hổ báo cho nên trước mặt thừa tướng ta đã lớn tiếng xin bắt sống lưu bị và gia cát lượng thì nay hẳn được như lời nói rồi thân thúc ngựa sấn ra bên kia triệu vân xông tới đồn mắng vân rằng chúng bay theo lưu bị cũng như lũ cô hồn đi theo ma đói mà thôi vân nổi giận dục ngựa vung giáo đánh Hai ngựa giao đấu được vài hiệp, Vân giả thua bỏ chạy. Đồn thúc ngựa đuổi theo, Vân chạy được hơn 10 dặm, lại quay ngựa đánh nữa. Đánh qua vài hiệp lại bỏ chạy. Hàng hạo thấy thế, dục ngựa chạy tới can đôn. Triệu Vân có vẻ dụ địch, sợ có mai phục đấy. Đồn hàng lên nói, cái thứ quân mã như thế kia, dù mai phục đến 10 mặt ta cũng không sợ kia mà. Rồi không nghe lời hàng hạo, cứ đuổi thẳng tới đồi bắt vọng. Bỗng một tiếng pháo lệnh nổ vang, huyền đức dự dẫn quân ra đánh, tiếp ứng Triệu Vân, Đôn cười ha hả bảo hàng hạo đó quân may phục thế kia chứ chiều tối nay ta phải vào thành tân giả kỳ được nếu không ta thề không nghỉ quân nói rồi thúc quân tiến lên huyền đức triệu vân dắt chiếu nhau cùng chạy trốn chẳng bao lâu trời đã sẫm tối mây kéo đầy trời đêm lại không trăng buổi chiều gió đã nổi đến đêm gió càng lộng hà hậu đôn chỉ một mực cắm đầu cắm cổ thúc quân đuổi theo vu cấm lý điển đi sau khi tới chỗ đường hẹp hai bên lao xạy rậm rạp, điện bảo cấm, thể khinh địch là thua, phía nam được hẹp bờ sông sát chân núi, rừng rậm lao cao thế này, ngộ quân kia nó đánh hỏa công thì sao? Cấm tỉnh ngộ hớt hải bảo, ông nói phải lắm, tôi phải chạy lên trước nói rõ với đô đốc mới được, ông hãy cho hậu quân dừng lại đi. Lý điện bèn quay ngựa lại hô lớn, hậu quân, đi chậm lại nhưng người ngựa đang chạy như nước cuồn cuộn làm sao ngăn lại cho được ngay Vua cấm thúc ngựa lên phía trước gọi lớn xin đô đốc dừng tiền quân lại đôn đang thúc quân chạy gấp bỗng nghe gọi rồi thấy vu cấm ở đằng sau chạy tới liền hỏi vì cớ gì cấm nói mặt nam kia đường hẹp sông núi sát nhau lâu cao rừng rậm xin đô đốc đề phòng hỏa công đôn giật mình tỉnh ngộ liền quay ngựa hạ lệnh cho quân dừng lại nhưng vừa dứt lời đã nghe tiếng kêu la lẫn reo hò vang dậy phía sau. Ánh lửa bùng lên rừng rực, rừng lao bắt lửa rồi lan đến hai bên đường. Và chỉ một lát sau, tám mặt bốn phương lửa bốc cháy đỏ trời. Lại thêm gió thổi càng mạnh, lửa lan càng nhanh, cháy càng dữ. Cuồng tàu hoảng loạn như điên, người ngựa dẫm đạp lẫn nhau, chết uổng vô số. Bây giờ Triệu Vân mới quay binh đánh ập lại, hạ hầu đôn, xong khói đạp lửa mà trốn, mặt sau lý điện thấy tiền quân lâm nguy vội bỏ chạy vào thành bát vọng đang chạy bỗng thấy một cánh quân hiện ra dưới ánh lửa đỏ rực chẹn đánh viên đại tướng đi đâu là quan vân trường điển vọt ngựa hỗn chiến cướp đường mà chạy vù cấm thấy các xe lương đã bị cháy cũng rẽ vào đường nhỏ chạy trốn luôn hạ hầu lan hàng hạo tới cứu xe lương đụng ngay phải trương phi đánh nhau mới vài hiệp phi đã đâm hạ hầu lan chích lăn xuống đất hàng hạo cướp đường chạy thoát Quân Tân Giả đánh đuổi tới sáng, giết quân Tàu thay nằm đầy đồng, máu chảy thành sông. Người sau có thơ khen khổng minh rằng, bác vọng ra tay lựa ác sao, chỉ huy như bẩn cứ ngồi cao, một phen Tàu Tháo tan hồn vía, ra khỏi liều tranh thắng trận đầu. Nguyên văn Bác vọng tương trì dụng hỏa công, chỉ huy như ý, tiếu đàm trung, trực tu kinh phá tàu công đảm, sơ xuất mau lư, đệ nhất công. Hạ Hậu Đôn thua một trận thảm hại, mới thu thập ít tàn quân chạy về hứa xương. Khổng Minh đắc thắng thua quân, quan công Trương Phi bấy giờ mới bảo nhau, Khổng Minh thật là bậc anh kiệt. Khen phục rồi kéo về, đi chưa được vài dặm đã thấy cờ bay pháp phới. Mì Trúc Mi Phương dẫn một toán quân đẩy một cổ xe nhỏ tới. Trên xe, một người ngồi chém chệ, chính là Khổng Minh. Quan Trương bèn xuống ngựa tới lại trước xe, tỏ ý bái phục cái mưu cao thắng trận. Lát sau huyền Đức Triệu Vân, Lưu Phong, Quang Bình cùng kéo đến tụ tập chư quân, đem những xe lương bắt được chi thưởng cho các tướng sĩ, rồi ban sư về huyện thành. Nhân dân trăm họ tân giả kéo ra đầy đường lạy mừng rằng, sinh mạng chúng tôi được toàn, ấy là nhờ sứ quân tìm được người hiền phò tá. Khổng Minh về đến huyện bảo huyền Đức, tuy hạ hầu đôn đã thua chạy, nhưng Tào Tháo ác tự kéo đại quân đến nay mai. Huyền Đức hỏi, thế thì phải tính sao? Tôi có cái này có thể địch được Tào Tháo. Đó chính là phá giặc còn chưa yên vó ngựa, ngang thù đã sẵn liệu mưu cao. Chưa biết khổng minh dùng kế gì chống đại quân Tào Tháo, xin đọc hồi sau. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Tháng Ngoại Thư Văn ký sự này ở trên có đoạn kỳ văn huyền đức ba lần tới liều tranh, ở dưới có đoạn tiểu văn lưu kỳ ba lần cầu cứu mạng, đó là thứ văn có dư ba về sau, Trước có việc Khổng Minh dụng binh giúp Huyền Đức đã có việc Khổng Minh bày mưu của mạng Lưu Kỳ, đó là văn tác ba dẫn trước. Mưu việc nước cho người không thể khinh suất cho nên phải đợi tìm ba trận mới ra, mưu việc nhà cho người cũng không thể khinh suất nên đợi người khẩn khoản ba lần mới chịu nói, mưu việc nước không thể không mật nên phải tránh mọi người ngồi nơi kín đáo mà bàn, mưu việc nhà càng phải kín đáo hơn nên phải đợi khi lên lầu cao, cất thang gác rồi mới nói, Lưu Kỳ sợ tai vạ, Khổng Minh cũng sợ cái vạ miệng. Lúc Khổng Minh chưa chịu mách kế, Huyền Đức phải mách cho Lưu Kỳ cái mẹo kế trước. Huyền Đức với Khổng Minh chẳng là những người có lòng tốt trong thiên hạ đó sao? Con trưởng của vua chúa sinh ra để thờ phụng tôn miếu xả tắc. Sớm tối trong coi từ bữa cơm cho cha cho nên con trưởng không thể để cho ra ngoài. Không xuất ngoại thì giữ được ngôi sao này, đã xuất ngoại thì sẽ không được lập nữa. Như thế thì Lưu Kỳ cầu kế Khổng Minh không phải là cầu cái kế nối ngôi mà chỉ cầu cái kế giữ mình vậy. Chỉ cầu lấy mạng sống thì nên ra ngoài chứ ở bên trong nữa. Vì nếu đã biết được không được lập mà cứ miễn cưỡng mách kế cầu lập thì cái thế rồi cũng đến như phan sùng chỉ vẽ cho thương thần. Người có lòng tốt ai nỡ làm vậy. Hoặc có người bảo khổng minh rằng thân sinh ở bên trong thì chết sao không nhớ phù tô ở bên ngoài mà cũng chết đó kia. Như thế cái kế khổng minh bày cho lưu kỳ e chưa phải là kế vẹn toàn. Xin thưa, hai việc không giống nhau, lưu biểu khác hẳn với Tần Thủy Hoàng. Vì Thủy Hoàng tàn bạo vang dậy cả thiên hạ, cho nên Lý Tư mới mượn cái oai ấy mà giết được Phụ Tô ở bên ngoài. Còn Lưu Biểu thì nhu nhược, nhu nhược nổi tiếng rồi, ác thái mạo không thể đem mệnh lệnh giả mạo mà giết Lưu Kỳ ở bên ngoài được. Hai cái thế trái nhau, thì hai việc khác nhau, không thể cùng đem ra mà bàn luận được. Trước kia từ thứ đứng trước huyền đức ca tụng kỳ tài khổng minh, đó là chính bút, hệ bút, Nay thứ đứng trước mặt Tào Tháo mà khoe tài khổng minh ấy là bàn bút dán bút. Nếu không có bàn bút dán bút thì không làm nổi cái khéo của chính bút và hệ bút. Như thế là một đằng thì càng làm nổi bật khổng minh lên, một đằng thì không bỏ quên ngay từ thứ. Văn tự sự như thế thật là khéo. Khổng Minh ra khỏi liều tranh vừa bắt đầu hành binh đã dùng ngay mẹo hỏa công vì binh cũng như lửa vậy, dùng binh cũng như dùng lửa, dùng lửa cũng như dùng binh binh không đủ dùng thì lấy lửa thêm vào, đó chính là lấy lửa giúp lửa vậy. Nhớ lại lời Huyền Đức nói ta được khổng minh như cá được nước, Trương Phi cũng nói sao không sai nước đi đánh, như thế là nhờ khổng minh dùng lửa chính là nhờ nước sai khiến lửa, lấy nước khiến lửa mà lửa càng cháy dữ dội, lấy nước khiến lửa thì phép dùng lửa ấy chính thần diệu biết bao. Tả trận hỏa công ở Bắc Vọng tác giả làm nổi bật chiến trận và quan cảnh chiến địa rất khéo, mây tối trăng mờ là hình ảnh phản thấn, gió mạnh đêm thu lao cao rừng rậm là chính phấn, lời từ thứ đề cao khổng minh trước Tào Tháo là thuận thấn, lời hạ hầu đôn khinh rẻ gia cát với quan trương không tin là gia cát đều là nghịch thấn. Cuộc dụ địch lại có nhiều khúc chiết, Triệu Vân đang dụ Hà Hầu Đôn đuổi theo thì Hàng Hạo lại can đôn, đến khi Huyền Đức xuất hiện dụ đôn lại có vu cấm lý điển nghi ngờ ấy nấy muốn dừng lại, Quân tàu đang cuồn cuộn kéo đi nhanh muốn ngăn lại không được nhưng bỗng Hà Hồ Đôn tỉnh ngộ hạ lệnh phải ngừng. Đó là khúc chiết. Độc giả xem đến đấy tưởng mẹo khổng minh không thành, không đốt được quân địch nữa. Thế mà rốt cuộc khổng minh thành công, Hà Hồ Đôn trúng kế đại bại. Văn tự sự làm cho người tinh ý cũng không đoán trước được. Thế mới kỳ diệu. Chứ nếu cứ kể luôn một mạch quân tàu kéo vào đường hẹp rồi bị đốt thì tha rằng chỉ viết một câu vắn tắt như thế đã chép trong bộ sử cương mục. Gia Cát phá quân tàu ở đồi Bắc Vọng thế là xong, còn ra văn diễn nghĩa gì nữa. Vì hoàng tổ bị giết nên Lưu Biểu muốn nhờ huyền đức giúp để chống tôn quyền, nhưng khổng minh lại muốn dùng tôn quyền làm phe cánh bên ngoài, nên khuyên huyền đức đừng chống quyền, quay lên chống tháo. Đấy là mối dây sẵn có từ những việc hồi sau vậy. Cam Ninh lấy đất Giang Hạ làm chỗ tránh người thù, lăng thống lưu kỳ lại lấy thành giang hạ làm chỗ tránh tai vạ khổng minh bày kế mách chỗ cho lưu kỳ nương thân chính là mắc mối dây cho huyền đức lấy chỗ trú chân cầu viện sau khi bị thua trận chạy dài vậy không những thế việc nhà tấn thay nhà ngụy còn cách bảy tám chục hồi nữa mới đến mà ở hồi này gia thế họ tư mã đã sớm được kể tận tường trước khi tào tháo đánh bác vọng như thế, có khác gì đang giữa tháng năm nóng cháy, ngũ dương đang cường thịnh mà đã sớm có một khí âm xen vào, văn tam quốc hay vì những phục bút vậy?